Mặc dù là vô cảm và còn rất nhiều lý do khác dẫn đến những vụ bạo lực đám đông, thế nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận là dày đặc những ảnh mà những nạn nhân bị đánh hội đồng, có rất nhiều những trường hợp là những đối tượng trộm cắp bị bắt quả tang, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp những người lương thiện đột nhiên trở thành tội đồ và lập tức cả đám đông dân làng tự cho mình là hội đồng xét xử và cả quyền thi hành án về án phạt dành cho các nạn nhân là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Những chiếc xe máy tan nát vì bị đập phá và thậm chí là bị thiêu rụi vì cho rằng đó là phương tiện của kẻ trộm chó. Có nạn nhân đã chết bởi những đòn hội đồng của đám đông. Tất cả đều nói lên tâm trạng hung dữ, quá khích mà trước đây không có ở những vùng quê yên bình. Hai người đàn ông này làm nghề phun thuốc mũi dạo đã bị hàng trăm người dân ở phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đánh gây thương tích nặng nề chỉ vì bị quy kết là bắt cóc trẻ em. Còn tại Hải Dương, hai người lạ mặt cũng bị dân làng vây đánh và đốt xe ô tô Fortuner trị giá gần 1 tỷ đồng cũng vì lý do tương tự. Đáng nói là khi vụ việc xảy ra, đại diện chính quyền đã có mặt nhưng đành bất lực trước đám đông quá khích. Gần đây nhất là một video clip ghi lại hình ảnh hai người phụ nữ bị cả làng vây đánh ở Sóc Sơn, Hà Nội vì bị nghi ngờ là đối tượng bắt cóc trẻ em. Người ta du vào, người ta đánh em tôi bội. Em van xin người ta không bao nhiêu con người cứ du vào anh. Lẽ ra khi mà xuất hiện những cái tin đồn có thể tạo nên cái tâm lý hoang mang trong cộng đồng, các cái cơ quan có trách nhiệm cần phải nhanh chóng đưa ra những thông tin chính xác để dẹp bỏ những cái tin đồn kia. Rõ ràng, thói hành xử theo kiểu áp đặt, phép vua thua lệ làng vẫn còn tồn tại rất rõ nét ở các vùng nông thôn. Liệu rằng do trình độ dân trí hạn chế hay do đạo đức xã hội đang ngày càng xuống cấp?